Ủa là mấy chục tấm luôn rồi. Nguyên cũng âm bum luôn rồi đó. Cảm ơn nha người đẹp. Vâng, okay. Cái ly nó bị cọc gì kìa. Bị gì kìa. Bị bệnh. Nó bị bệnh. Biết cho em đã năm sau của Phương mới đi thi. Vô hai má con mình chụp nè, cười lên. Cái mặt tôi vậy mà nói cười hay khóc? Cười lên đi con. Cười mà. Má, má khóc má. Em cười. Tại cái app điện thoại của anh á, em cười mà. Em cười á, cái app á. Để nhỏ đi vào, nhỏ ngồi bệnh cho nó. Ờ quên, cái cười lên con. Cả khẩu trang xuống, hai má con mình cười lên, con cười đâu có thấy đâu. Ông cũng phái lắm, ông chụp quá trời chụp. Hello. Hello Darlene. My name Thu Phương, American Vietnam Netshot Model. Thank you. Okay. Lộn mèo Phương ơi. Nữa hả? Lộn đi. Nữa hả? Ở đây chắc chắn lắm kìa, tao cu đen. Liêu liêu liêu. Anh thôi đi. Em nhức đầu quá rồi. Trời ơi. Nói chứ chạy vô lề thôi nha con nha. Xe không nói chạy được từ thôi, đừng chạy qua mặt hết. Phải không? Xinh gì đẹp trai lắm. Nhảy dẫu đi, nhảy dẫu đi. Dòng đề xài xe xài đi đi thao thè. Âm rào, âm rào, âm rào thè. Ông xe nào, ô xe nào mi. I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. Nasino, Sinasino, nè Osunomoto, nè Aturi Amana. Cho em coi mặt dẫu được không? Không bé ơi. Chỉ cái gì vậy? Gì vậy? Chỉ cái này là sao? Ý là chỉ cái bụng. Ê! Trời ơi, nà xí cành anh nà nà. Bán được không? Mặt coi nhìn đây nè. Bao nhiêu một? Vô nhìn vô. Trời ơi, sinh viên dễ thương quá. Nói chứ không, bây giờ đẹp, xấu đẹp không mày. Trời ơi, mày làm. Mày làm gì vậy trời? Ủa nó làm gì đó, tưởng em đâu núp lưỡi con gấu á, con quỷ đó. Mày dám đụng với tao nói cái đầu gấu nó trời mày luôn á. Ê, 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 trời ơi. Hư bé ơi. Nói chứ bán bao nhiêu một cây? 2.000 một cây. Dạ 20. 20.000 một cây. Đây 20.000 một cây nha. Nãy giờ bán được không? Ủng hộ 5 cây đi. Rồi ủng hộ bé gấu 5 cây nha mọi người nha. 100.000 đi đi. Rồi 100.000 không có tiền mặt. Bây giờ đổi cái viên chiên nha. Thất vọng. Alo. Alo. Gấu ơi. Dậy đi cưng, đừng ngủ dây dưa. Dậy ra có mẹ cho con mượn trăm ơi, con trăm. Mẹ ra rồi nói con nè. Trời mẹ dễ thương quá. Nè tặng cho mẹ. Mẹ cầm lý quá. Trời ơi, cảm ơn con. Mày cầu hôn đâu hả? Mày đẹp quá, cái mặt mày ghê quá. Order cái viên chiên lẹ lên hết giờ rồi. Ok, cảm ơn mẹ, cầm đi chổng giùm con nghe mẹ. Rồi, em gửi nha. Chúc cho bé gấu bán màu hết sớm nha. Rồi hello mọi người nha, những anh chị em bạn bè nào đó mình đi vòng vòng đi qua các quán nhậu đó, mình có gặp bé gấu thì mình nhớ ủng hộ bé gấu nha. Đây là một em sinh viên rất là dễ thương luôn, xấu đẹp không quan trọng, nhưng quan trọng là ở con tim. Cho nên rất là mong mọi người yêu thương, mọi người ủng hộ bé gấu một cây hoa hồng là làm bằng kẹo nha mọi người nha. Em bé rất là thích ăn thì cho nên chúc bé gấu càng ngày càng tiến bộ hơn, càng ngày càng xuất sắc hơn, đem niềm vui đến cho mọi người, chọc cho mấy bé cười, đặng mấy bé mua ủng hộ gấu nha. Chúc cho em sức khỏe. Bé gấu trai. Bé gấu này hồi xưa là mối tình đầu của em á. Lại công khai luôn đi không sao đâu. Người ta biết hết rồi. Từ lâu anh chị xem chúng ta như hai chị em, nhưng trong thật tâm không biết ai là chị là em. Từ lâu nay mình đã xé chia nhà bao buồn vui, em sợ mình không có ngày mai. Ý cái gì của gấu bự quá nè. Cái bụng á. Ôi. Trời ơi, bé gấu bị bụng cổ trướng. Bụng nó chạy xuống dưới kìa.
Thế chứ chút bé gấu bán lúc nào cũng mau hết nha, còn nhiều không? Còn nhiều quá trời luôn hả? Đây vô đây có ai ủng hộ không? Có em bé không? Bé gấu phải kiếm mấy người là có em bé dụ người ta. Con ơi, em bé này nhỏ xíu ăn kẹo không được. Đây đây em bé ơi, bé ơi mua kẹo nè con ơi, cục cưng của mẹ. Bé gặp bé mua kẹo ủng hộ gấu với bé. Dạ cảm ơn anh nha. Ai vậy? Cảm ơn anh. Mẹ á? Mẹ đúng rồi, anh em vui vậy? Dạ trời ơi anh em mà. Đó học trong lớp mà. Đâu vậy? Dạ. 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 Mới giờ hả? Dạ. Bữa giờ đâu? Đâu hả? Đâu bữa giờ? Hả? Đâu khỏe hả? Trời ơi anh em mình 8 năm vậy luôn hả? Được mấy năm luôn chứ. Heo heo, heo đứng vô chị chụp hình. Vô heo. Ủa hai cái bụng giống. Bé luôn, bé luôn. Mấy này chị nhỏ chứ. Ây da. Anh ơi cục sạc cục. Chết rồi cục sạc của anh trúng cái đùi. Mấy cục sạc đâu? Cục sạc đồ á. À đồ hả? Lên tấm hình, lên tấm hình đi. Coi mấy người. Cái này thôi. Làm mặt gợi cảm như bé. Gợi cảm. Em mà qua hậu mà. Phơi, đang phơi, đang phơi. Bới lên đi anh, okay, bới lên bà. Đi. Rồi bán được không? Đây lấy mấy tờ ủng hộ luôn, còn mấy tờ? 3, 4, 5 tờ, ủng hộ chú 5 tờ nha. Bữa đâu đang hả? Bữa giờ mình á. Bữa giờ chụp hình với Phi Lùng á. Vui vẻ nha. Vui vẻ. Cái gì vậy? Nè ghế nông xã, có kêu Đào kêu em nha. Có không? Anh có xúc bình xăng lên là một với em. Xúc bình xăng nữa không? Có, đúng không? Bây giờ mình xăng cặn không à? Cái gì? Ơi! Mình xả đi, xăng cặn thì mình xả, mình xả cái cặn đó mình đổ xăng mới vô. Bây giờ mình xăng cặn không à? Xăng cặn không hả? Em thích mấy cái cặn đó đó. Lâu à? Mở đèn lên rồi chị ơi. Chạy từ từ thôi, đừng có dai qua mặt hết. Miết Trang, Vũ Thu Phương, American, Việt Nam. Trời mệt quá. Nói chứ bé gấu rất là dễ thương nha mọi người nha. Mong mọi người yêu thương bé gấu. Đó mọi người hãy mua dành tặng cho bé gấu và cây kẹo dễ thương nha mọi người nha. Cây kẹo bé gấu bán là 20.000. Thì 20.000 thật sự mà nói là giống như là không có quá cao đâu mọi người. Mọi người cứ coi như là giống như là mình ăn một món quà gì đó để mà ủng hộ bé gấu có tinh thần, động lực. Tại vì khi mà trời rất là nóng luôn, thấy không? Bãi giác một cái đầu gấu, ui một bộ đồ nữa, trời ổng là sinh viên đó. Đó cho nên mong mọi người tha thiết gia viết mua ủng hộ vài cây kẹo để mà ủng hộ bé gấu nha, giống như là chú nãy bán giấy số vậy nữa đó. Mỗi người một hoàn cảnh. Cho nên bên đấy Vũ Đô Phương rất là mong mọi người chia sẻ yêu thương đến cho những hoàn cảnh giống như là mỗi người một cuộc sống vậy đó. Giống như là những hoàn cảnh giống như là bé gấu bán kẹo rồi chú kia bán giấy số. Rồi cô chú bán giấy số giống như mọi người chia ra đi mọi người. Tại vì có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cho nên mọi người không thể nào mà giúp một người được. Đó mọi người chia giống như là ủng hộ người này 20, ủng hộ người kia 30, 50. Mình có bao nhiêu mình ủng hộ bấy nhiêu thôi. Đó thì rất là cảm ơn mọi người nha. Mời với mọi người để em vô em uống một chút phiếu vitamin C nước nữa. Được không anh?